Tập 44. Phu nhân, Dương Phi, phu nhân, người đâu rồi? Dương gia, mau đi truyền thi. Dạ. Dương Phi, hổn lâu. Trẫm sợ chết hay sao? Trẫm sợ chết hay sao hả? Thế gian này có ai mà không chết? Chết cũng phải đứng thẳng ngóng cổ ra chờ giết chết. Năm xưa hoàng đế nước Tống cũng nói, nhà cửa ban cho mãnh xưởng hoàng đế nước Thục cũng chuẩn bị xong hết rồi, chờ phong quan thứ tước. Quân nước Tống tới trước cổng thành, mãnh xưởng mở cổng thành đầu hàng. Nhưng mà mãnh xưởng chỉ tới Biện Kinh được có 5 ngày, chỉ có 5 ngày mà thôi. Chết bất đắc kỳ tử. Người trong thiên hạ ai ai cũng biết rõ Mãnh Xưởng là bị người ta hại chết đó. Bây giờ Triệu Khuôn giận lại muốn diễn lại trò cũ. Trẫm tuyệt đối sẽ không mắc bẫy của hắn. Trẫm còn có 10 vạn đại quân. 10 vạn đại quân, cho dù có liều tới mất cả chì lẫn chài thì trẫm cũng quyết không thể bó tay chịu trói đâu. Xin quốc chủ hãy bình tĩnh. Vẫn chưa tới lúc phải mất cả chì lẫn chài. Vẫn chưa tới lúc. Người đâu? Người đâu? Lập tức truyền chú lệnh dân, thống lĩnh tất cả quân lính mau chóng rời khỏi Hồ Khẩu, tiến tới Thái Thạch Ký, hủy đi cầu nổi của quân Tống, rồi về cứu Kim Lăng. Dạ. Thế nào rồi? Đã thấy giảm rồi, chỉ cần điều dưỡng thêm, không có gì đáng ngại. Xin cáo từ. À, ta tiện thay y. Liên Hương, chăm sóc Dương Phi. Dạ. Trình thay y, có phải bệnh của Dương Phi càng nặng hơn không? Dương Phi mắc phải là triệu chứng tâm bệnh sức cạn kiệt, không cứu được nữa rồi. Bệnh hết phương cứu chữa, xin chuẩn bị hậu sự cho Dương Phi. Xin cáo từ. Dương Phi, Dương Phi à, nàng tỉnh rồi. Dương gia, tiệc sắp không xong rồi. Mau gọi thái y. Dạ. Ý trời định sẵn, thiếp không thể làm thánh nhân. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy mà. Thiếp
không nghĩ chuyện gì hết. Nhưng mà thiếp chết không nhắm mắt. Đây là thiếp sau khi tham dự lễ tang của ca ca. Thiếp đem giày đeo tang. Bao nhiêu năm nay thiếp đều cất giữ nó rất kỹ càng. Dương gia, thần thiếp xin chàng, ngày cái ngày khi quan gia băng hà, chàng nhất định phải đeo nó lên. Ta biết rồi. Nhưng Phi à, ta đã không còn lòng dạ đàn bà nữa. Non sông tươi đẹp mà hai phu thê chúng ta đã liều mạng để giành được, đâu cho phép một đứa trẻ không làm mà hưởng chứ. Cái trương. Mở ra. Lấy nó ra đi. Nó thực sự rất đẹp. Nàng mặc vào sẽ càng đẹp hơn. Nhất định sẽ đẩy nàng trở thành thánh nhân ở trên sử sách của Đại Tống. Chàng cũng mặc nó lên đi. Nhanh lên nào.
trọng. Mặt nó vào rồi. Tống Khai Bảo 8 năm, phu nhân của Triệu Khuôn Nghĩa Phù Thị qua đời năm 34 tuổi. Bệ hạ gia đao! Dương phi của Tấn Dương hồn phách trở về. Tế bào dâng lên. Bào bệ hạ, không được làm vậy. Đó là thánh bào. Đây là Dương phi Tấn Dương chính tay mài nó, là cửu long hoàng bào mặc trên người trẫm ở Trần Kiều Dịch. Trẫm luôn cất kỹ nó ở trong cung, chưa lấy ra bao giờ. Lúc đầu vốn định lấy làm báu vật khai quốc của Đại Tống ta, đời đời tương truyền. Nào ngờ Dương phi Tấn Dương đi về Tây Thiên, trẫm nhìn vật nhớ người, càng cảm kích công lao to lớn khai quốc của Dương phi, không có gì đền đáp. Hôm nay cố tình tới linh đường lấy bào tới tế và ban món cá chép mà mũi ấy sáng tạo để bày tỏ niềm thương nhớ của trẫm. Bệ hạ, phu phụ thần đệ tận trung với bệ hạ, đó là điều nên tận tâm. Bệ hạ tuyệt đối không được lấy bào tế vong. Phu phụ thần đệ nhận không đổi đâu. Nếu như Đại Tống không có phu thê tam đệ thì sao gây dựng nên lấy bào tế vong, cũng không đủ bày tỏ bao nhiêu niềm thương nhớ của trẫm. Tạ thiên ân của bệ hạ, thần đệ sẽ tận trung với Đại Tống ta, cam lòng máu chảy đầu rơi, cúc cung tận tụy. Tới trong ngoài hoàng cung chất đầy củi rơm, để khi quân Tống tấn công vào, tất cả người của Tống đều phải tự thiêu hết. Ra lệnh toàn quân tướng sĩ, họ phải cố thủ Kim Lăng Thành cho chậm, phải để cho họ biết rằng Kim Lăng Thành là không bao giờ bị công phá được. Thần tuân chỉ. Trung tướng quản nghe lệnh. Bổn sư tướng bây giờ bố trí sách lược tác chiến sáng sớm ngày mai, đại quân các đường tiến công Kim Lăng Thành. Dạ. Yeah.
đã công đánh tới cổng thành rồi. Quốc chủ, bao quân chủ, quân Tống đã công đánh vào thành rồi, quân chủ mau trốn đi. Lui đi quân chủ, nếu như không chạy sẽ không kịp đâu. Lui xuống đi. Ái Phi, chuẩn bị bút mực cho trẫm có được không? Truyền, bệ hạ có chỉ, truyền Lý Dục vào ý kiến. Tội thần Lý Dục dẫn theo đại thần văn võ Nam Đường khấu kiến bệ hạ. Ngô Dương vạn tuế. Tội thần Lý Dục hối hận không nên không sớm ngày tới ý kiến bệ hạ. Khanh không phải luôn mắc bệnh mắt hay sao? Vậy đã đỡ hơn hay chưa? Bệnh mắt là chuyện nhỏ, tâm bệnh mới đáng lo sợ. Đó là kính nể bệ hạ, cho nên hôm nay mới tới. Tội thần khẩn xin bệ hạ hãy ban cho thần tội chết, hy vọng bệ hạ có thể đại khai thiên ân, tha cho tộc nhân của tội thần, thê tử và chư vị đại thần. Từ Quyển, một năm trước khanh tới đây, trẫm lệnh khanh thuyết phục Lý Dục quy thuận, tại sao không nghe lệnh trẫm? Từ Quyến, thân là đại thần của Giang Nam, chưa thể làm cho Giang Nam phồn vinh hưng thịnh, xã tắc bền vững, mà bây giờ lại là non nước tan vỡ, nước mất nhà tan, thật đúng là tội không đáng tha. Bệ hạ, sau khi Từ Quyển về tới Giang Nam, từng nhiều lần khuyên nhủ tội thần quy thuận thiên triều. Cúi xin bệ hạ minh xét. Từ Quyển đúng là một vị trung thần, vậy trẫm nhậm mệnh khanh là học sĩ hàn lâm, hy vọng khanh đối với trẫm như đối với Lý Dục vậy. Tạ ơn bệ hạ. Lý Cảnh Đạt, khanh giữ Kim Lăng
là do nhận lệnh của Lý Dục. Làm tròn trách nhiệm, đối với trung thần hiếu tử, trẫm nên khen thưởng, không lý nào trị tội giết hại. Nhưng mà tuổi khanh đã cao, không tiện tiếp tục nhậm chức. Nay phong khanh giữ chức thái tử thiếu bảo, bổng lộc hậu hĩnh. Tạ đại ơn của bệ hạ, thần cúi xin bệ hạ tha cho Lý Dục. Lý Dục, nói thơ từ trẫm không bằng khanh, nói trị quốc khanh không bằng trẫm. Bao nhiêu năm nay giang nam do khanh cai trị, cuộc sống bá tánh khốn khó. Sau này trẫm sẽ giúp khanh lo lắng vậy. Trẫm nhiều lần kêu khanh ý kiến, khanh cũng không chịu tới. Nhận được thông điệp cuối cùng của Cao Hoài Đức, khanh vẫn ngoan cố giữ, khiến cho nhiều tướng lãnh và binh sĩ vô tội mất mạng. Trẫm nghĩ tình, nhiều năm nay khanh vẫn kính cẩn nghe theo trẫm, mà tha khanh tội chết. Nay phong khanh làm Di Mệnh Hầu, thụ Hữu Thiên Ngưu Vệ Thượng Tướng Quân, ban một căn trạch đệ. Thê tử khanh Chu Thị phong làm Trịnh Quốc Phu Nhân. Tạ đại ơn của bệ hạ. Bệ hạ giá đâu? Lý Dục và cả thúc thúc của khanh Từ Huyễn, nguyên quân thần của nước Giang Nam, lúc này đều tới kinh rồi. Mặc dù Lý Dục đối kháng với trẫm, trẫm vẫn là tha cho Lý Dục tội chết, phong Lý Dục làm Di Mệnh Hầu. Thúc thúc khanh là một trung thần, trẫm ban cho ông ấy chức quan học sĩ hàn lâm. Khanh coi giang nam vừa diệt vong, bờ cõi Đại Tống đã khiến thiên hạ nhất thống, chí nguyện bình định thiên hạ của trẫm căn bản thực hiện rồi, thật khiến trẫm thấy an ủi. Nè, khanh đàn cho trẫm một bản đi. Không ngờ vào lúc này đây khanh lại đàn bản thập diện mai phục cho trẫm nghe. Trẫm biết là khanh đàn không được, cũng không thể đàn bài hay để làm trẫm vui mừng, bởi vì khanh nhớ tới chuyện xưa nước Thục bị diệt vong. Trẫm không trách khanh, trẫm chỉ nhớ lời khanh khuyên nhủ Từ Huyễn để cho mấy lý giải hoài bão nhất thống thiên hạ của trẫm. Người hiểu trẫm chỉ có Hoa Nhụy Phu Nhân.
Cao sử tướng, Trần tướng quân, các khanh chiến thắng trở về, càng vất vả công lao càng lớn. Hồi bệ hạ, thần Cao Hoài Đức và chúng tướng sĩ có thể tận trung cho bệ hạ, góp sức cho bá tánh của nước Đại Tống. Đây là việc chúng thần nên làm. Còn nữa, bảo vật và tiền trong kho, trong hoàng cung Giang Nam rất nhiều. Thần tuân chỉ, không hề đụng vào, niêm phong để trong rương, hiện đã chuyển về Biện Kinh. Tốt, đem những bảo vật, tiền trong kho đó, trích ra một phần, thưởng cho chúng tướng sĩ. Số còn lại, đều để vào phong thung kho. Bệ hạ thánh minh. Bệ hạ, bây giờ phía Bắc chỉ còn lại nước Hán cô thành Thái Nguyên. Phía Nam cũng chỉ còn lại nước Ngô. Thần xin bệ hạ hạ chỉ. Nhân lúc quy lực, còn lại bình định Giang Nam của quân ta. Cũng nhân lúc Ngô Diệt không đề phòng, lập tức chinh phạt, đoạt lấy Hàng Châu. Thần cho rằng, đoạt nước Ngô và nước Hán dễ như trở bàn tay, có thể chia quân làm hai đường. Một đường đoạt Thái Nguyên nước Hán, một đường đoạt lấy Hàng Châu nước Ngô. Bệ hạ, như vậy là có thể thực hiện chí nguyện thống nhất thiên hạ rồi. Nước Hán phía Bắc tuy chỉ còn lại Thái Nguyên, sức mạnh không mạnh, nhưng mà đã cầu xin nước Liêu để lại 2 vạn binh mã. Quân ta không dễ đối địch với lại Khiết Đan. Lần trước công đánh Giang Nam, nước Ngô góp rất nhiều sức lực, trẫm không thể trong chớp mắt đã xem họ như kẻ thù, không thể vô cớ ra quân. Huống chi quân ta vừa mới đoạt được Giang Nam, nên nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bệ hạ, thần cho rằng nước Ngô có thể không tấn công mà tự phá. Bệ hạ không muốn tiếp tục để tướng sĩ chạy máu chinh chiến, tại sao không hạ chiếu lệnh Tiền Hoàng Thích vua nước Ngô chủ động quy thuận? Vẫn là Lữ tham sự hiểu ý của trẫm. Trẫm sẽ viết một lá thư đưa cho Tiền Hoàng Thích. Thầm Tề tướng, khanh hãy đọc lá thư của Hoàng đế Đại Tông viết đi. Bệ hạ, tuyệt đối không được tới Biện Kinh mà. Hoàng đế Đại Tông nói là nhớ nhung trẫm, cũng giống với lá thư năm xưa đưa cho Lý Dục Giang Nam vậy. Nước Tống xuất binh Giang Nam chính là mượn danh Lý Dục không tới Biện Kinh làm cái cớ, trở thành xem thường triều đình Đại Tống. Nếu trẫm không đi, chẳng phải đi theo vết xe đổ của Lý Dục sao? Hoàng đế Đại Tống diễn lại trò cũ, lòng dạ khó lường. Bệ hạ, nếu như đi rồi, e là không thể trở về nữa. Lý Dục không tới Biện Kinh, kết quả tướng sĩ thương vong mấy vạn, bản thân cũng trở thành tù nhân, cuối cùng vẫn phải đi rồi. Nước Tống nhất định sẽ thống nhất thiên hạ, đây là ý trời. Trẫm quyết không thể trơ mắt ra đứng nhìn tướng sĩ ba tánh đổ máu hy sinh. Xin bệ hạ hãy suy nghĩ lại. Xin bệ hạ hãy suy nghĩ lại. Không có gì phải đắn đo. Là chết hay là sống, trẫm cũng phải tới Biện Kinh một chuyến. Hơn nữa, phải đem theo hậu lễ. Có vậy, hoàng đế nước Tống cho dù muốn xuất binh, cũng không có cớ để mà xuất binh. Khởi tấu bệ hạ, quốc vương nước Ngô vào ý kiến. Quốc chủ trên đường đi vất vả rồi. Tiểu vương nước Ngô Tiền Thích khấu kiến hoàng đế bệ hạ nước Đại Tống. Ây cha,
quốc chủ đâu cần phải hành đại lễ như vậy chứ. Mau đứng lên đi. Đồ gà không bằng đuôi phụng. Tiểu Dương tới trước mặt Chân Long Thiên Tử, tất nhiên phải khấu kiến rồi. Quốc chủ mau đứng lên. Tạ ơn bệ hạ. 15 năm trước, Tiểu Dương và bệ hạ gặp nhau ngoài thành Dương Châu. Sau khi từ biệt đã là 15 năm, Tiểu Dương nhớ bệ hạ vô cùng. Trẫm cũng như vậy. Quả nhiên năm tháng không tha cho một ai. Thật không ngờ trên gương mặt của quốc chủ cũng đã có nếp nhăn rồi. Bệ hạ long thể an khang, khiến Tiểu Dương thấy an ủi vô cùng. Quốc chủ, mời ngồi. Tạ ơn bệ hạ. Nước Ngô là một nơi quan vắng nhỏ hẹp, tới cả mấy món quà gặp mặt ra hồn cũng không chọn được, đành phải mang theo 10 giang thạch lương thực, 2 giang lượng vàng, mong bệ hạ nhận cho. Quốc chủ quả thật khách sáo quá rồi, không cần phải vậy. Năm ngoái, trẫm phái quân công đánh Giang Nam, quốc vương đích thân dẫn 4 vạn đại quân trợ chiến chiếm lĩnh Thường Châu, sau đó là đánh tới Kim Lăng, hơn 1 tháng mới về nước. Trẫm cảm kích quốc chủ vô cùng. Đó là việc Tiểu Dương nên làm. Ngoài ra, Tiểu Dương đã xóa bỏ chữ Hoàng trong tên rồi, chỉ gọi tên Tiền Thích. Bởi vì không lâu trước đó vừa mới được biết Tiểu Dương đã phạm phải danh quý của phụ hoàng bệ hạ, mong bệ hạ tha tội. Quốc chủ là quốc chủ của nước Ngô, không phải con dân Đại Tống, không cần kiêng tên quý. Nước Ngô nghiêng ở vùng đất hẻo lánh là thuộc nước Đại Tống. Tiểu Dương tuy được xưng là quốc vương, thực chất không khác với thuộc thần, sao có thể không kiêng tên quý. Tiểu Dương quyết ý như vậy, cúi mong bệ hạ ân chuẩn. Quốc chủ đối với trẫm như vậy, trẫm thấy cảm kích vô cùng. Năm xưa, Tiểu Dương chủ động dẫn quân tới thành ngoài Dương Châu, giúp bệ hạ bình định cuộc nổi loạn của Lý Trọng Tiến. Bệ hạ từng vỗ tay với Tiểu Dương, nói nước Đại Tống và nước Ngô mãi mãi kết tình hữu nghị nước láng giềng, mãi mãi cũng không thay đổi. Bệ hạ nhất định còn nhớ câu này. Đúng là có chuyện này. Trước giờ bệ hạ luôn xem trọng chữ tín, nhất ngôn cửu đỉnh. Tiểu Dương tin là có bệ hạ che chở, nước Ngô ngồi hóng mát dưới cây cổ thụ, tự nhiên an toàn. Đây là lần đầu quốc chủ tới Biện Kinh không phải không? Phải. Vậy thì ở lại Biện Kinh chơi vài ngày, đi khắp nơi tham quan. Xin tuân lệnh của bệ hạ. Trẫm phải mở tiệc chào mừng quốc chủ tới đây. Mời. Mời bệ hạ. Tiểu Dương gia, Trình Thái Y tới rồi. Dạ. Tiểu Dương gia, sao Trình Thái Y lại biết ta đổ bệnh rồi? Là quan gia kêu tôi tới đây. Quan gia? Quan gia nói hôm nay Tiểu Dương gia không thượng triều, đổ bệnh rồi, cho nên lệnh tại hạ tới đây. Quan gia còn nói gì nữa không? Dạ không có, chỉ là dặn dò tại hạ dùng tâm để chữa trị. Thế nào rồi? Tự mạch của ngài cho thấy Tiểu Dương gia chỉ là nhiễm phong hàn, không có gì đáng lo ngại. Và còn gan của ngài hình như có chút vấn đề đó. Gan ta? Bệnh gan này không phải chỉ mới bị đây, chỉ là trước kia không nặng cho nên không phát giác. Không có gì, tại hạ nhất định sẽ chữa khỏi cho Dương gia mà.
Vậy thì đa tạ Trình Thái Y nha. Khi ngài về đó phục mình, chỉ có thể nói ta là vô tình bị nhiễm phong hàn. Tại hạ hiểu. Quan gia, trong lúc căn dặn ngài, sắc mặt như thế nào? Không có phát hiện, chỉ là kêu tại hạ sau khi khám bệnh cho Triệu Dương gia rồi, về đó hồi bẩm lại với quan gia. Tại hạ nhìn vào, quan gia vô cùng lo lắng cho bệnh tình của Triệu Dương gia. Được. Vậy khi ngài về phục mệnh với quan gia, nhất định phải quan sát kỹ sắc mặt của quan gia. Nếu như có điểm nào khả nghi, nhất định phải viết thư cho ta, nhờ người đem tới. Tại hạ tuân lệnh. Liên Hương. Dạ. Tiện Thái Y. Dạ. Thần Trình Đức Quyền bái kiến bệ hạ. Bệnh tình Tấn Dương thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, thần từ mạch của Dương gia thấy Dương gia chỉ là vô tình bị nhiễm phong hàn, bệnh tình cũng không nặng lắm, uống mấy thang thuốc thần kê thì sẽ khỏi bệnh ngay. Bây giờ cũng đã vào xuân rồi, tại sao lại nhiễm phong hàn chứ? Hồi bệ hạ, thật ra xuân thu hai mùa là mùa dễ nhiễm phong hàn nhất, chỉ là mọi người luôn luôn không chú ý tới mà thôi. Ngày mai khanh tiếp tục tới đó khám cho Tấn Dương. Nếu như bệnh tình có gì thay đổi, nhớ phải nói cho trẫm nghe. Chuyển lại ý của trẫm, kêu khanh ấy yên tâm dưỡng bệnh, tuyệt đối không được hao tâm tổn trí. Thần lãnh chỉ. Thần cáo lui. Liên Hương. Các đại ca. Liên Hương. Các đại ca. Đây là thuốc do Trình Thế Y kê, con mau sắc thuốc cho Dương gia đi. Dạ được. Các đại ca. Hình Ngọc. Dạ. Cô đi ngâm gói thuốc này đi. Được. Chuyện gì vậy? Đây là hài muội làm cho huynh, huynh về mang thử xem có vừa không. Nếu như nó không vừa, muội sửa lại cho huynh. Được. Ủa sao vậy Liên Hương? Liên Hương. Hả? Thật sao? Tốt quá rồi Liên Hương. Huynh vui mừng cái gì chứ? Không danh không phận, muội cũng không biết làm sao nữa. Liên Hương, muội đừng lo lắng. Hai hôm nữa huynh sẽ nói với Triệu Dương gia, kêu Dương gia gả muội cho huynh. Có thật không? Muội yên tâm đi, huynh nói là giữ lời. Hả? Chắc bá, Triệu Dương gia tìm huynh. Rồi, tôi sẽ tới ngay. Yên tâm đi Liên Hương. Hả? Mấy bữa nữa huynh nói với Triệu Dương gia. Nếu thích thì hãy like, share, đừng quên đăng ký EZ Sử và bấm chuông để không bỏ qua những nội dung thú vị tiếp theo nhé.